Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Accent hoàn toàn mới của nhà Hyundai. Thời điểm ra mắt của chiếc xe thì cũng mới gần đây thôi. Thì hôm nay em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu và em sẽ cập nhật chính sách giá thời điểm tháng 6 năm 2024. Về Accent phiên bản all-new này, hoàn toàn mới thì có thay đổi so với cả phiên bản cũ về kích thước tổng thể, rồi thì động cơ và những cái công nghệ vượt trội. Thì xe với kích thước chiều dài là 4m535, chiều rộng là 1m765 và chiều cao là 1m485, với chiều dài cơ sở đã được tăng lên đáng kể là 2m670 và có khoảng sáng gầm xe là 165mm. Dung tích động cơ thì là được nâng cấp từ 1.4 lên 1.5. Công nghệ động cơ hoàn toàn mới của Hyundai mới nhất bây giờ, đó là hệ thống Hyundai Smart Trim. Động cơ 1.5 thì sản sinh công suất là 115 mã lực và có mô men xoắn cực đại là 144 Newton-mét. Thì với cái công suất động cơ như này thì nó có thể ngang bằng với những chiếc xe đối thủ như là City và vượt trội hơn Vios về công suất cực đại cũng như là mô men xoắn. Đó. Xe thì được trang bị với 4 phiên bản như trước mặt em đây, đó là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp này thì có cái giá niêm yết là 569 triệu, thì hiện tại đại lý bên Hyundai Bắc Ninh bên em đang giảm giá cho quý hàng là còn 560 triệu. Giá lăn bánh tại thị trường tỉnh như Bắc Ninh thì rơi vào đâu đó khoảng ngoài 590 triệu một chút. Dưới là phiên bản đặc biệt, thì phiên bản đặc biệt thì có giá niêm yết là 529 triệu và đang được giảm giá là 9 triệu, còn về 520 triệu. Đó. Và quà tặng cho quý anh chị cho tất cả các phiên bản Accent thì là một bộ phim cách nhiệt, rồi thì trải sàn da, bọc vô lăng. Phim em là phim chính hãng, bảo hành 10 năm. Phiên bản thấp hơn là phiên bản 1.5 AT thường, có giá biết là 489 triệu và giảm giá về 480 triệu lăn bánh tại trường tỉnh rơi vào khoảng 510 triệu. Còn bản số sàn, duy nhất một bản số sàn với giá biết là 439 triệu và giảm giá cho quý anh chị là còn 430. Lăn bánh tại trường tỉnh nó rơi khoảng 455 triệu. Cùng em điểm qua một chút về công nghệ của Accent bản cao cấp này nhé. Thì về phần đầu xe thì anh chị có thấy là đã cải tiến rất là nhiều rồi. Phần đầu xe có nhiều đường gân dầm nổi này, thiết kế lưới tản nhiệt được sơn bóng, có những cái những cái đường bẻ, rồi những cái đường gấp khúc rất là thể thao. Đó, nó dập nổi, khỏe khoắn này, nó sang trọng, màu đen rất là đẹp. Với kích thước của Accent này thì có thể tiệm cận đến chiếc xe phân khúc C rồi, thưa quý anh chị. Đây, đèn cầm được trang bị, đó là đèn halogen. Còn trên hệ thống đèn chiếu sáng này là pha cốt, này đều là full LED. Đó, chúng ta sẽ có lưới tản nhiệt được sơn bóng, rồi có đèn LED định vị ban ngày được trải dài từ phần bên trái qua bên phải. Logo thì logo được dập chìm, đó, rất là sang trọng, hoàn toàn mới. Đến với phần la răng thì la răng của xe phiên bản cao cấp này thì có kích thước đó là 16 inch. Đấy, 16 inch. Trên phiên bản còn các phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản số sàn thì là với kích thước 15 inch. Đến phần gương chiếu hậu ngoài của xe thì được tích hợp xi nhan, rồi các công nghệ nổi bật trên gương chiếu hậu ngoài như là tích hợp sấy gương, chỉnh điện gập điện, rồi đặc biệt là phiên bản cao cấp này bên em thì có công nghệ tích hợp đó là hệ thống Hyundai an toàn Hyundai Smart Sense, bao gồm công nghệ là phòng tránh va chạm phía trước FCA, phòng tránh hỗ trợ va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA, đèn pha tự động thích ứng. Đây, có cả đèn pha tự động thích ứng luôn, thưa quý anh chị. Cái đèn pha tự động thích ứng này khi mà anh chị đi gặp xe đối diện thì đèn pha sẽ tự hạ cốt để đỡ cho mắt những cái xe đối diện nhé, thưa quý chị. Còn phiên bản em xin lỗi, còn hệ thống thêm hệ thống an toàn nữa, hệ thống duy trì làn đường LFA và hệ thống cảnh báo phương tiện di chuyển phía trước di chuyển là LVDA. Và số túi khí của phiên bản đặc biệt này, em xin lỗi, phiên bản cao cấp này là 6 túi khí ạ. Về tay nắm cửa của xe thì cũng được thiết kế rất là to bản. Đó, tay nắm cửa to bản này, đầy đủ từ xa này vẫn được trang bị nhé. Đó, cái tích hợp những cái tính năng bấm. Có một cái điểm mà không biết là nói với anh chị như nào, nhưng mà cửa sổ trời thì đã không còn trên Accent nữa rồi. Đó, cửa sổ trời đã bị cắt đi rồi, tất cả phiên bản. Đến đến phần
hông xe thì anh chị có thấy là hông xe của Accent này thì sẽ có những cái đường gân dập nổi này, dọc theo thân xe rất là khỏe khoắn. Đó, những cái đường dập nổi dọc theo thân xe khỏe khoắn và đầy sự mạnh mẽ của một chiếc xe phân khúc hạng B. Phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là sẽ có những cái đường cũng là những cái đường gân dập nổi và những cái đường gọi là đây là những cái đường gọi là dập kim cương, gồ ghề. Nó tạo cho chiếc xe những cái điểm sang trọng và thể thao. Đấy, thiết kế rất là tinh tế thưa anh chị. Nó đèn phản quang và những cái nơi được dập nổi góc cạnh làm chiếc xe toát lên vẻ tinh tế và sang trọng. Một chiếc xe hạng B, giá niêm yết là 569 triệu, thấp hơn nhiều so với các đối thủ như là City. Đó, đây là cụm đèn lùi và cụm đèn sau của xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu dạng LED này. Đấy, có đèn đèn lùi và đèn xi nhan tích hợp, bao gồm là có 4 cảm biến và tích hợp camera lùi cho anh chị là hỗ trợ đỗ xe cũng như là ghép dọc ghép ngang rất là thuận lợi. Cốp của xe cũng rất là rộng thưa quý anh chị. Đấy, về tăng về kích thước tổng thể cho nên là cốp của xe rộng rãi thoải mái này. Đó. Cùng đến với phần nội thất, em xin mời anh chị. Nội thất của xe phiên bản cao cấp này thì đó, chiếc xe có một cái khoang nội thất, khoang người lái rất là rộng, cánh cửa này, cánh cửa to bản này, đóng rất là chắc chắn. Đó. Cánh cửa rất là chắc chắn, dày dặn, tôn rất là dày. Anh chị có thể thấy là nội thất thì với tông màu nội thất màu đen thì cho cái tông màu nội thất đó là sang trọng. Rồi đây, ở đây chúng ta sẽ có hệ thống điều chỉnh cái góc chiếu của đèn, đó rất là thông minh. Cửa xe rất là chắc chắn. Ghế của xe thì ghế lái vẫn là ghế chỉnh cơ thưa quý anh chị. Trong phân khúc B thì tất cả ghế lái các xe đều là chỉnh cơ rồi, chỉnh cơ thôi ạ. Các cái công nghệ đây trên chiếc vô lăng đây là có hai chấu thôi, hai chấu cầm nó sẽ thể thao. Đây có thể là thiết kế mới của nhà Hyundai. Đây sẽ có, chúng ta sẽ có là lẫy chuyển số sau vô lăng này cho phiên bản cao cấp, rồi hệ thống giữ làn đường, rồi thì đàm thoại rảnh tay, gạ tự động cruise control, hệ thống đèn tự động vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 6 túi khí cho phiên bản cao cấp, còn các phiên bản còn lại lần lượt là 4 túi khí cho bản đặc biệt và 2 túi khí cho bản thường và bản số sàn. Điều hòa tự động thì cũng được trang bị. Và ở đây chúng ta sẽ có màn hình. Màn hình này với kích thước, màn hình giải trí cảm ứng này với kích thước là 8 inch. Đó, 8 inch mà bằng phiên bản Accent thế hệ cũ. 8 inch thì có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Điều hòa tự động. Vâng, đây màn hình giải màn hình đa thông tin. Thì cả 3 phiên bản tự động là đều có kích thước là 10,5 inch nhá. Đó. Đây là chiếc màn hình đa thông tin đã được cải tiến so với thế hệ cũ, đã là full digital với kích thước là 10,5 inch. Anh chị có thấy là màn hình kỹ thuật số cho nên là cái hiển thị rất là sắc nét này. Đó. Cải tiến này, những cái phím này, vặn. Đấy, những cái núm này đã thiết kế rất là tinh tế rồi. Đó, được sơn bóng rất là tinh tế. Thì nữa em sẽ quay hệ thống đèn cho quý anh chị. Rồi, đây là bản đồ định vị do Hyundai thành công. Mua bản quyền, đó. Rất là dễ sử dụng và độ nhạy rất là tốt. Cảnh báo vạch kẻ đường cho người đi bộ này, cảnh báo tốc độ này, rồi những cái biển báo quan trọng. Đây điều hòa tự động. Điều hòa tự động thì điều hòa tự động của xe thì được trang bị cho phiên bản cao cấp thôi, còn phiên bản đặc biệt thì vẫn điều hòa chỉnh cơ ạ. Đây trên phiên bản này thì đèn start top là có rồi này. À đây là thông làm mát ghế. Làm mát ghế thưa quý anh chị, làm mát ghế cho hàng ghế phía trước này. Đó. Hàng ghế phía trước được làm mát này. Này giống đàn anh túc sơn rồi. Và Creta bản cao cấp là có rồi, đúng thật là Hyundai rất nhiều công nghệ. Đây sạc không dây chuẩn quy. Sạc không dây chuẩn quy thưa quý anh chị, đó sạc không dây chuẩn quy. Đó, sạc không dây chuẩn quy thì cũng được chỉ bản cao cấp được trang bị thôi. Đó, driver mode này, em xem này. Driver mode thì anh chị xem là có 3 chế độ lái này, Eco này, Normal và Sport. Đó, Eco là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu. Normal chế độ lái thường và Sport thì là chế độ lái thể thao. Nó lại đóng cửa một lần nữa thì xe đóng cửa rất là chắc chắn. Đấy. Hàng ghế đầu tiên, hàng ghế thứ nhất thì đây rất là rộng thưa quý anh chị.
Accent mà O'Neill nó phải thế, rộng rãi. Phanh tay thì nó vẫn là phanh tay chỉnh cơ, thưa quý anh chị, phanh cơ cho nó an toàn, cho nó tiện, đỡ mất thời gian thao tác như phanh điện tử. Ở đây thì cần số thì cũng giống như đàn anh Tucson và Creta. Hyundai thì sẽ có cái cần số như này, là cần số phổ thông của Hyundai. Cam lùi được chia vạch nhá, cam lùi chia vạch rất nét, thưa quý anh chị. Đó, có tích hợp tính năng chia vạch và đánh lái theo vô lăng. Ở trên này chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn này, đấy, những cái đường chỉ dọc và những cái khay, rồi những cái hốc, đấy, rất là tiện lợi. Đây chúng ta sẽ có cái hệ thống hộc để đồ, đây là da thưa quý vị, đây là da đấy ạ, đây là nhựa, đấy, hộc để đồ rất là rộng. Ở những cái cánh cửa thì sẽ có những cái khay, đấy, cái khay để hộc để nước này, rất là tiện, rộng rãi. Đây là da thưa quý vị, da của Accent rất là mềm. Màn này da đẹp thật, nó rất là mềm mịn. Đấy, đèn trần thì cũng được tích hợp này, nhưng mà cái cải tiến cải lùi so với phiên bản trước. Ở đây thì là cái gương trợ trong là chống chói tự động, còn phiên bản này thì không có. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai, thưa quý anh chị. Hàng ghế thứ hai của Accent thì anh chị có thấy là đầu tiên vào cái cánh cửa của hàng ghế thứ hai thì có hộc để đồ và cửa đóng rất là chắc chắn. Đây, hàng ghế thứ hai rất là rộng với chiều dài cơ sở và chiều dài của xe rất là tốt. Cho nên chúng ta sẽ có một cái hàng ghế thứ hai rộng rãi này. Cái khoảng để chân rất là tốt. Cái khoảng để chân này anh chị cao 1m8, thậm chí 1m85 để thoải mái ạ. Đây. Vâng. Cửa gió điều hòa thì vẫn được trang bị cho hàng ghế phía sau như phiên bản trước và có cổng sạc USB. Vậy chúng ta sẽ có hàng ghế phía sau, là ngồi tựa đầu rất là thoải mái, có đèn trần. Có đèn trần sáng. Đây, chúng ta sẽ có bệ tì tay này, ghế rất là đẹp nhá, thưa quý anh chị. Đấy, họa tiết ghế rất đẹp, có thông gió, có lỗ này ngồi thoáng này, và có họa tiết ghế rất là đẹp. Ghế này của Accent thì có thể gập phẳng nhá, gập phẳng ấy. Cũng cải tiến hơn so với thế hệ trước là gập phẳng 60-40. Accent hay thật, Accent mới này nhiều công nghệ cải tiến hay thật. Vâng, cùng em đến với phần ngoại thất thì em show cho anh chị thêm về hệ thống đèn của xe, thử bật hệ thống đèn của xe lên xem. Đó. Hệ thống đèn của xe. Đó, đèn LED. Full LED cực kỳ là sáng, để bật cả đèn xi nhan cho quý chị nữa. Đèn cảnh báo này. Đấy. Anh chị ngắm lại Accent một lần nữa. Đấy, Accent mới rất là đẹp. Nó kích thước tốt. Gần bằng Elantra luôn. Đi hầm hố. Đó, hệ thống đèn rất là đẹp. Đèn full LED này. Đấy, đèn xi nhan, rồi đèn gầm, rồi đèn LED định vị ban ngày, chạy dọc, em xin lỗi, chạy ngang từ đầu bên này sang đầu bên kia, rất là đẹp. Thì em xin phép là kết thúc video tại đây. Thì video sau thì em sẽ làm về báo giá trả góp và các phiên bản Accent những màu gì sẵn giao. Em xin cảm ơn. Đấy, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.